xin trân trọng được giới thiệu dự án tới tất cả các quý vị đại biểu, các vị quan khách, với mong muốn dự án được đón nhận như một luồng gió mới mát lành và sẽ được sự tín nhiệm của các quý khách sẽ cùng đồng hành với chúng tôi để thưởng thức, để trải nghiệm sản phẩm dự án có giới hạn này. Cuối cùng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách, sự hiện diện của quý khách trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là niềm động viên rất lớn cho chúng tôi tiếp theo dự án của mình. Xin kính chúc các vị khách quý nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.